Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình và My đang có mặt ở trên khu ta thiên. Ngày hôm nay bọn mình đến đây không phải để quay clip, ngày hôm nay bọn mình đến để quậy. Thôi là nói đùa này thôi, thực ra là chúng mình sẽ chỉ là quay một cái vlog rất là đời thường để đi trải nghiệm khu phố. Đời thường của mày là đời thường của mày là sống về đêm à? Không phải, tại hiện ở Hà Nội chính là Bùi Viện ở Sài Gòn, tức là kiểu phố ăn chơi nhậu nhẹt các thứ về đêm đúng không? Rồi, rất là nhiều tây. Nhưng mà thực ra là mình thì mình không rõ lắm về cái khu Tây Hiên này bởi vì mình ít đi, mình ngoan. Thế nhưng mà có một người nó là master quay rồi các bạn ạ. Đó không phải là My, mà đó chính là người luôn đứng sau tất cả những vlog của mình với My. Các bạn luôn thắc mắc, đó chính là anh Tân. Ê, anh ơi, hôm nay mình quẩy ở van nào nhỉ? Không phải, để ý được, nó cầm. Đừng có nói anh Tân ra, mình nghe đi. Sẽ sợ. Nên mình lên Tại Hiện chỉ để đi ăn chân gà. Gà. Nghe nói là ở trên này có rất nhiều món kiểu là nhậu, à, ăn với, không phải nhậu mà là ăn uống với cả uống bia thứ rất là kiểu ngon, kiểu rất là chill. Và trên này có rất là nhiều người nước ngoài đúng không? Thực ra mọi người lên Tại Hiện đi bar cũng nhiều lắm, nhưng mà chúng mình sẽ chỉ cho các bạn xem là nếu mà lên Tại Hiện không đi bar thì chúng mình sẽ làm gì. Mình nói các bạn này một điều nhá, đi bar không phải là xấu, quan trọng là các bạn làm gì trong bar. Đấy, hợp lý không? Chưa đi bao giờ nhưng mà kệ đi. Nhưng mà nếu mà không đi bar thì chúng mình sẽ làm gì? Đi nhá. Ui, ông này đông quá. Rồi bây giờ thì bọn mình đang có mặt ở một cái quán chân gà mà anh Tân sắc recommend cho bọn mình. Là cái quán này khá là ngon và nổi tiếng, đó là quán chân gà mắt to. Bây giờ anh thử xem ở đây sẽ có những cái gì nhá. Wow, ở đây không chỉ có chân gà, còn rất nhiều thứ khác. Ví dụ như kiểu chân gà, các thứ chân gà ok rồi. Anh chưa dán, anh đây chia những cái món nó ăn vặt. A few moments later. Các bạn ạ, mà mình vào quán và mình gọi xếp đồ nành và trà đá chị. À. Mà mình biết là vào đây thì thường là người ta sẽ uống bia, Tiger hoặc là bé nhất phải là Tiger mình nghe. Nhưng mà thực ra là để quay vlog các bạn thì mà mình không thể hai được, mọi người phải xem. Mình không uống bia các bạn nghe mà. Mình không uống nước bia. Ờ, đấy mình không uống bia luôn. Mình không thể uống nước bia. Ngày hôm nay có một điều đặc biệt như này. Hôm trước thì mình và My đã chụp ảnh với thử thách, cũng thử thách chụp ảnh với cả nốt 10 rồi. Đúng không? Một chiếc điện thoại để đánh giá hàng chục, mấy chục triệu rồi. Nhưng nó không đem lại cái thử thách nào cho mình vì cả. Ngày hôm nay mình quyết định là mình đi sẽ đem cái điện thoại là nó có thể gọi là ở phân khúc dưới là khoảng 2 triệu đồng, đó chính là chiếc Nokia 2.2, thử xem rằng là em nó chụp ảnh ở trong điều kiện kiểu là đi chơi đêm này thì sẽ như thế nào. Bởi vì nghe nói rằng là Nokia 2.2 thì có vẻ là cái điện thoại ngon nhất chụp ảnh ban đêm trong cái tầm giá đấy. Đó là đương nhiên là với cái điện thoại kiểu tầm giá tiền đấy thì các bạn sẽ không đòi hỏi nhiều được. Thử biết đâu nhỉ. Ôi, phải nói là lâu lắm rồi mình không cầm trên tay một chiếc điện thoại Nokia nhá. Kiểu bị lạ thôi. Thấy lại cái logo này thật sự. My không làm công nghệ nhiều thì đúng là My không kiểu quen cầm một cái Nokia thôi. Bây giờ nhá, bọn mình vừa ra một món rồi, đó là món chân gà xả ớt. Món này siêu đỉnh ở đây. Thì bây giờ bọn mình chụp ảnh luôn. À, My chụp ảnh với My. Điều kiện ánh sáng là bánh trong nhà và nó cũng không được mạnh cho lắm. Chúng ta để xem. Ra tổng thể mình thấy là máy cân bằng trắng rất là tốt. Khi mà cái đĩa này của mình thì nó ra đúng là màu trắng, không phải là màu vàng. Khi mà đèn đây, nhưng mà đèn trắng. Thế các bạn zoom kỹ vào chúng ta thấy rằng cái chi tiết của nó thì khá là ổn. Đấy các bạn thấy không? Cái vân lá này hay là cả về vân ở phần trứng này mình giữ lại là ok. Thì các bạn thấy là ảnh chụp trong điều kiện này với một con máy 2 triệu nó khá là ổn. Và mặc dù là vẫn còn noi nhưng mà cái độ noi và cái độ chi tiết của ảnh nó vẫn là giữ cân bằng được với nhau ở mức chấp nhận được. Tổng thể bức ảnh thì nó vẫn rất là ok. Cái nhà khi mà các bạn hậu kỳ thêm thì mình nghĩ là ảnh ra nó sẽ đẹp hơn. Mọi người ăn nói quá ngon chưa, ngon chưa được các bạn. Các bạn ạ, thực ra mình không muốn nước bia nên là mình hay gọi trà đá. Tại vì trà đá màu cũng gần giống bia, mình cảm giác mình đúng là một bận nhiều tích cực. Hay. Bây giờ thì khi mà đã ăn hơi hơi no rồi, bọn mình sẽ đi đâu? Đi
gắp thú để xem rằng là thực ra là mình chưa đi gắp thú bao giờ các bạn ạ. Để xem rằng là gắp thú như thế nào. Bình thường mình thấy rằng là mọi người rất nhiều cái kiểu skill gắp thú các thứ cho người yêu. Ngày hôm nay quyết tâm là gắp một con cho cả cho bạn yêu mình. Wow, giờ chị và em bây giờ mình sẽ nhờ anh Tân sẽ có thể đi training cho mình. Huy động xe. Ôi, bây giờ đi vào gặp thú nha các bạn. Mà các bạn muốn gặp thú thì bước đầu tiên các bạn phải làm gì? Phải làm gì? Phải có tiền. Có tiền, có tiền để làm gì? Đổi xe. Đi đổi xe đi nhanh. Không có tiền. Mày có tiền. Chị bảo nghe nói rằng là cái thú này hết quy luật các thứ hay cái gì gì. Cái thì gặp cái này thì rất là đơn giản, đầu tiên là phải xây tường. Đấy, xây tường rất đơn giản thì trước khi mà em gắp ấy thì em phải đục kính ra đấy, sau này và em xếp sao thì mới được. Thì tại sao mình đục kính ra rồi thì mình không lấy luôn nhỉ? Không thì tại vì là anh mới chỉ làm được đến đấy thôi thì em bị cấm tất cả cửa hàng gắp không. Tất cả mình chơi là mình gắp thú, anh lấy thú không được đúng không? Không, đây là đập thú. Là đập thú. Anh ơi em thấy con này được này. Con này á? Totoro. Này á? Totoro. Con này Totoro. Nhưng mà đúng, nhưng mà bây giờ sẽ gắp thử để các bạn xem và sẽ hình dung ra. Ôi, eo cái điêu ấy. Sao điêu thế? Không phải là điêu mà chúng ta gắp sai con, gắp những con rất là xa. À. Okay. Xa hẳn luôn anh. Nào. Thế con này được không? Bao nhiêu? Không được. Con này không, con này chưa được anh ạ. Con này bản ký bảo là chưa được. Không không, quá gắp con đấy đâu, anh phải gắp con ở xa mà. À, tức là mình không được nhìn thấy cái lợi trước mắt. Ôi không. Trời ơi, mình gắp ba mình nhìn rồi anh ơi. Không ạ. Lần này chắc chắn sẽ được. Không có vấn đề gì hết, mình còn mỗi ba xu thôi. Mình mất bao nhiêu tiền rồi. Lần này chắc chắn sẽ được. Mình phải quầy lên. Chuẩn bị mất 80.000 thôi mà. Ôi. Anh ơi không được, mất 80.000 rồi. Thôi tiền của Sơn mà tôi Sơn nhá. Chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Chạy ngay đi. Đây rồi. Đây đúng không? Tao thấy con này là có khả năng như này. Không, mày nên lùi vào một chút. Này, ok, xuống. Tại sao, tại sao? Thôi đi ra, các ông đi ra hết để tôi gắp. Thôi, thôi cho mình gắp anh ạ. Đưa lên cho tao đi, khổ quá đó. Tao để tao khoe em người yêu là tao gắp được. Ôi này nhá, khi nào cái video này nó lên sóng nhá thì mày cũng không lúc phải lưu tính nhá. Lúc ấy tính. Ôi, anh Tân ơi, anh gắp em con này. Đi. Các bạn ạ, thay vì việc là phải đi vào ba cái nhà, các bạn có thể ngồi ké phắp cái nhà. Bây giờ mình ngày hôm nay có định ăn cái bánh mì doner. Chào các bạn, Totoro. Ngày hôm nay mình có mặt ở đây để ngồi nghị lên đầu Sơn. Vì Sơn là một đồ sân hối. Thôi đùa đấy, bây giờ mình sẽ chụp selfie với Totoro một tấm nhé. Đi. À đây. Là kiểu nhìn da của mình các thứ này, da mặt này màu vẫn rất là ok và nó sáng mặt á, tức là nhìn tổng thể cái bức ảnh này nó khá là tự nhiên. Đối với một cái máy điện thoại với giá chỉ có 2 triệu như thế này thì mình cảm thấy chất lượng chụp ảnh về ban đêm như thế này là đã tốt rồi. Nó chưa được chụp ngoài đường nữa, tức là không có đèn chiếu thẳng vào đây. Rồi bây giờ đã là khoảng tầm là 10:50 gần 11:00 rồi. Thì bảo khoảng thời gian này á thì có thể nói rằng là hiện tại thì tại hiện vào khu phố cổ này thì đã vắng hơn so với cả tầm khoảng 8-9 giờ rồi. Thế nhưng mà nó vẫn rất đông so với những khu phố bình thường khác. Và các bạn có thể thấy là tất cả những hoạt động bây giờ thì vẫn đang tiếp tục diễn ra, chưa có dấu hiệu ngừng lại luôn. Không có dấu hiệu ngừng lại. Vẫn rất là nhộn nhịp. Thực ra là về khoảng thời gian này thì các bạn sẽ có thể lựa chọn, thứ nhất là ví dụ các bạn có thể đi ăn tiếp, hoặc là các bạn có thể chọn một cái chỗ nào đấy kiểu quán nước ngồi vui nói chuyện với bạn bè. Rồi, như vậy là bọn mình đang ở địa điểm cuối cùng trong một cái buổi đi chơi đêm ngày hôm nay của bọn mình, đó là quán trà đá Techcombank Thơ Gạo. Thì đây là một cái quán mà mình thấy rằng là nó khá là đông, mọi người ngồi khá là nhiều, quán này khá là nổi đấy, quán này khá là nổi các bạn.
thì các bạn hoàn toàn ngồi đây để như kiểu mình gọi trà quất, trà xanh, chè ngon, dưng với các bạn bé muốn chuyện cuối tuần. Ngồi kiểu tuần dài thôi. Chén dã, trà đá, dưng chén gió. Bây giờ thì đó là 23:37 rồi và mình thì vừa mới tranh thủ chụp một vài những ảnh ở đây. Đây đúng là một cái thử thách cho chiếc Nokia 2.2 này khi mà ánh sáng đây gần như là không có luôn. Chỉ có ánh sáng từ những cái nhà bên cạnh rất là xa thôi. Thì mình cũng có chụp một số những bức ảnh ở đây. Mình sẽ show cho các bạn xem. Thực ra là với những ảnh vừa rồi thì mình có sử dụng app Fuji thì sẽ hỗ trợ cho các bạn chụp dễ dàng hơn và nhìn nó kiểu ngầu, nó kiểu vintage. Mấy cái app hỗ trợ chụp ảnh lifestyle, nhìn lifestyle hơn đó, thì nó sẽ các bạn nên kết hợp với những cái đấy để chụp bức ảnh sẽ phù hợp hơn, chống ảo nó thứ ok hơn. Lâu lắm rồi mới đi chơi kiểu này, bình thường là đi làm về cũng chỉ có đi về nhà tắm rửa đi ngủ thôi. Mi thấy thế nào Mi? Hôm nay một ngày mát rời cho nên là mình cảm thấy thích khi mà ngồi ở đây vào một ngày cuối tuần hóng gió, xong rồi nói chuyện với bạn bè, nói chuyện với mọi người về cả một tuần vừa rồi. Thảnh thơi tại vì mai là cuối tuần nên không có gì phải vội vã cả. Thì cái buổi đi chơi hôm nay của bọn mình cũng rất là ngẫu hứng thôi. Mình chỉ muốn đi chơi buổi đêm, đi ăn uống, đi ăn vặt, đi ăn linh tinh, ngồi cà phê, trà đá đâu đấy. Thì vừa rồi là một số địa điểm mà bọn mình giới thiệu. Thì các bạn cũng có thể tham khảo qua nếu như mà đang đi chơi đêm mà lại không biết đi đâu. Thì cũng có thể các bạn có thể ghé qua những cái chỗ này. Rồi, có lẽ là bọn mình sẽ kết thúc clip ở đây. Mình và My, không như là anh Tân và anh Cameraman thì vẫn sẽ ngồi lại nói chuyện nhau một xíu. Có lẽ là đêm rồi thì có lẽ là mình bọn mình cũng sẽ có nhiều điều tâm sự với nhau và nhịp sống nó cũng chậm lại các bạn ạ. Chill, kiểu chill. Mọi người sẽ gọi là ngồi lai dai một tí. Lai dai. Thôi rồi, bye bye các bạn đi. Và nếu như mà các bạn cũng hay đi đêm hay là các bạn chưa đi đêm bao giờ mà đã mà sau cái xem clip này của mình mà các bạn đi đêm và các bạn trải nghiệm những gì, cảm thấy thế nào thì có thể chia sẻ cho bọn mình ở dưới phần comment nhé. Và nếu như các bạn hay đi đêm có những chỗ nào hay thì cũng cho bọn mình biết với. Đúng rồi, đi cùng biết đâu gặp nhau. Ok, xin chào các bạn nha. Bye bye. Bye bye. Hẹn gặp các bạn trong những số vlog Nhi Sơn lần sau. Đấy, Nhi Sơn không còn làm trường nữa nha các bạn. Bye bye. À không, vẫn làm nhưng mà còn làm thêm cái này. Bye bye. We'll be right back.